vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời tiết ngày 23 tháng 11 năm 2021 trên kênh Môi trường TV của tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng, trời rét, có nơi rét đậm, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 17 đến 20 độ. Phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 17 đến 20 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Phía Bắc trời rét, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, cấp 4, vùng ven biển cấp 4, cấp 5. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý vào ngày mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo trên kênh Môi trường TV.